Rồi, xin chào cả nhà nha. Clip này thì mình lên cho anh em một cái cây mai giáng long mà thuộc form mini bảo bàng, gọn nhẹ. Cây mai bảo bàng mà họ họ giáng long nha anh em, lùng lực. Đấy, chiều cao cây thì 90 từ gốc lên đến đỉnh đọt. Bộ rộng tán thì 65. Cây này một cây cúc lai nha anh em. Đấy, hoa này rất là nhiều hoa. Nút nụ rất là sai. Anh em miền Nam thì mua được, chứ giờ Bắc thì không có kịp. Tại nó mới cái xì mấy cái nụ xanh mà nó chưa lớn. Thì anh em miền Nam thì tầm mười mấy ngày nữa thì nó kịp nha anh em. Còn Bắc là Ba Tây, Bắc là không có lạnh á, không có kịp lớn đâu. Tây dâm thì cũng dày đặc. Mà cây này có bộ củ củ ác lắm nha anh em. Đây củ này. Củ này thì tầm cái quành đế này thì tầm 75 75 nha anh em, đế đế rễ rễ đe. Rễ đe nha anh em, chập tay mình không hết nè. Nãy mình đo quành thước là được à, 75 ạ. Cái cây này nó nuôi dạng đế, chứ thân này cũng nhỏ, thân này cỡ 14 15. Thân cốt 14 15 nha anh em. Mấy cái vết sẹo này thì liền hết rồi, mấy anh em cứ cạo ra liền hết rồi nha anh em. Không sao hết. Thè keo bây giờ cái mấy cái vết keo này thì cứ khay ra đi, vệ sinh ra, không sao hết nha anh em, không phải hư đâu. Đó. Chù, mặt này quá dữ luôn. Hàng hàng bảo bàng nha anh em vừa thấy nó một cái chậu đẹp, chậu chậu men á, thì sang cây lắm. Giờ bạn bỏ chậu nuôi cho nó mát. Một cây rỡ đe, dáng giáng long mini bảo bàng. Mấy cái góc quá đẹp luôn anh em ha. Đây xì mấy cái nụ gần nữa này. Một cây cúc lai. Cây này hiện tại xương dâm nó cù rút nục nạc rồi. Cây này có 1 tán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cành một ngọn. 10 cành một ngọn nha anh em. Cây rất là vót, vót thân, vót đọt. Nãy mình quay người ta thấy nhỏ nhưng mà chụp tay vô thấy to lắm nè. Đỡ tay vô thấy to. Đó, ta mình quay xe cho lấy hết cái form cây. Rồi quý anh em nào hợp nhãn cái cây mai nằm trong cái chậu lục giác này thì liên hệ mình. Một cây mai giáng long form mini bảo bàng. Cây này chắc một người bưng hơi nặng tay. Bộ đế rất đẹp nha anh em, bông bất thì sai, cho anh em chân tết. Đấy, cái bả anh em cây này anh em bả bàn chân tết là rất là khéo đế rễ đe. Rồi nha anh em hợp nhãn thì liên hệ mình. Cây đột đỏ này, cây ring không ghép. Rồi bye các bạn.